Mỗi lần cô gái này luyện kiếm xong đều sẽ sờ vào cổ. Cảnh giác này rất kỳ lạ, chỉ cần đánh với em trai xong là nó liền xuất hiện. Nhưng với cái trình độ như mèo cào này của cậu, em lẽ ra phải không có cơ hội đụng vào cô mới đúng chứ. Mỗi lần cậu nhóc ấy đều bị đánh bay. Tuy nhiên câu trả lời nó nằm ở đây. Người em trai này có một tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Vào lúc tiếp kiếm cô ấy đã chết vô số lần. Mỗi chiêu đều là điểm chí mạng, nhưng luôn được thu lại vào lúc mấu chốt. Đến khi cô phản ứng lại được thì người em trai đã trở về vị trí cũ, khiến cô cảm thấy nó chẳng có gì khác so với những lần trước. Đương nhiên cái kiểu này vẫn còn phải kết hợp với khả năng diễn xuất. Chị mạnh quá rồi đó. Đứa trẻ này hoàn toàn chẳng chút tiến bộ nào. Đây là sự thật ám ảnh cô suốt nhiều năm. Sau khi chị gái đã rời đi, Sid mới không giả bộ nữa. Cậu không tốn chút sức lực nào để đứng trên mặt nước. Cậu được sinh ra trong một quê hương quý tộc. Gia tộc này có gen của kiếm sĩ ma thuật đã nhiều đời. Theo lý mà nói cậu ấy hoàn toàn có khả năng trở thành người thừa kế. Nhưng bởi vì nguyên nhân về thiên phú mà vị trí này liền biến thành là của chị gái cậu. Tài năng xuất chúng là niềm tự hào của gia tộc. So với sức mạnh ánh hào quang của chị gái thì cậu càng giống người thường. Nhưng mà nó cũng chỉ là ở trên bề mặt mà thôi. Sid vào ban đêm và ban ngày là hai người hoàn toàn khác nhau. Ở nơi mà không ai quen biết, cậu mới bỏ lớp ngụy trang. Trong kiếp trước, ước mơ của cậu là trở thành một người có sức mạnh bí ẩn, sau đó xử lý mọi việc trong bóng tối. Ở đời này cũng như vậy. Sau khi nhẹ nhàng xử lý xong, Sid ngay lập tức thu thập châu báu. Lúc này, con quái vật trong lòng khơi gợi hứng thú trong cậu. Không phải người cũng chẳng phải quỷ lại là một sinh vật sống. Hơn nữa ma lực trên người cũng không hề tầm thường. Sid quyết định đem nó về làm thí nghiệm. Gì, mấy thứ như này cũng không phải dễ thấy. Tuy lời thì nói là thế đấy. Nhưng chỉ một tháng sau, con quái vật đã biến hóa kinh người. Nhìn cô gái sắp tỉnh dậy, tuy Sid rất bất ngờ, nhưng anh lại tỏ ra bình tĩnh như một cao thủ. Nghĩ đến đây, cậu quyết định giả vờ luôn. Sau khi nói cho cô gái lời nguyền đã được giải, cậu đã cầm một cuốn truyện của thế giới lên. Là nói lời nguyền là do quỷ thần Diabolos đã để lại trước khi chết. Chỉ cần là hậu duệ của anh hùng thì đều thối rữa. Nhưng bây giờ lại có người bóp méo lịch sử, nói hiện tượng này thành bị ác ma nhập, khiến người đời sau bị thế nhân bỏ rơi. Nói đến đây, Sid suýt nữa đã bị lộ. Bởi vì cô gái muốn biết kẻ đứng sau là ai. Chính vào lúc này cái chai trên bàn đã cho cậu linh cảm. Là giáo phái Diabolos. Một số kẻ đang cố gắng hồi sinh ác quỷ. Còn nhiệm vụ của họ là phải âm thầm ngăn chặn âm mưu này. Từ giờ trở đi cô gái tên Alpha là thành viên thứ 2 trong Shadow Garden do cậu thành lập. Cứ như thế Sid bắt đầu phát triển tổ chức. Nhìn bên ngoài thì có vẻ vô hại, nhưng thực lực thật sự phía sau lại không ngừng mạnh lên. Chớp mắt đã đến ngày chị gái Claire 15 tuổi. Đối với quý tộc, cứ đến độ tuổi này là họ phải tới trường học. Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, người lại đột nhiên mất tích. Hiển nhiên kẻ bắt cóc chính là một cao thủ. Claire đã là người tài ba nhất gia tộc, mà lại bị mất tích ngay trong đêm còn không có một tiếng động. Trong lúc gia đình đang loạn hết cả lên, thì Sid vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh. Lúc này đã là lúc để Shadow Garden chứng minh thực lực. Alpha đã bất giác giúp anh thu thập 6 thuộc hạ. Hành tung của kẻ bắt cóc không thể giấu được tình báo của tổ chức. Đối phương chính là một thành viên của giáo phái Diabolos. Nguyên nhân chúng bắt cóc chính là vì hoài nghi Claire là đời sau của anh hùng. Nghe được báo cáo này, Sid tỏ ra bất lực. Dưới cái nhìn của họ, tùy tiện một người bắt cóc nào đó cũng đều biến thành giáo phái. Nhưng mà cậu cũng không vạch trần. Cảnh quay thay đổi chuyển tới địa lao. Lúc này Josie rất hiếu kỳ. Rõ ràng cô gái này đã bị trói lại tay chân, vậy mà vẫn có thể né được đòn đánh này. Xem ra đối phương quả là có một người bố tốt. Lời vừa nói xong liền bị Claire ngắt. Người cha hỏi có thể cho cô cái gì chứ? Ngược lại là em trai ngu ngốc. Mỗi lần cô đều có thể học được thứ gì đó từ cậu ấy. Vì thế mới thường xuyên bắt nạt thằng nhóc. Nói tới đây Josie tỏ ra hứng thú. Vốn dĩ cô gái này đã trở thành một quái vật thối nát, nhưng không biết sao lời nguyền đã được giải. Hắn cảm thấy mình cần điều tra Sid. Lời hắn vừa nói khiến Claire không nhịn nổi. Cô không ngờ lời nói vớ vẩn của mình lại làm liên lụy đến em trai. Cô định liều chết với đối phương. Nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị hắn ta đấm cho một cú ngã hôn mê. Cùng lúc đó, thuộc hạ của hắn vào truyền tin, nói có người đã xông vào xào huyệt của họ. Lời vừa dứt thì đầu của tên thuộc hạ đã rơi. Đến khi Josie đi ra thì hắn chính là người duy nhất còn sống. Shadow Garden đã bao vây hắn. Nghe thấy đám người này nói đến đây vì để hủy diệt giáo phái Diabolos, Josie vô cùng kinh ngạc. Không thể không nhắc đến Sid quả là một nhà tiên tri. Nói bừa một cái đã thành thật. Lúc mới đầu Josie còn đầy tự tin, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện sự chênh lệch về thực lực. Vào bước đường cùng, hắn đã lựa chọn uống thuốc. Ngay lập tức, sức mạnh của hắn đã gấp mấy lần ban đầu. Nhưng điều khiến người ta không ngờ được là mục đích của hắn chính là để chạy trốn. Cùng lúc đó, ở gần đó, nam chính đang lạc đường thì thấy bức tường mở ra. Một lúc sau, có một kẻ trông tả tới bước ra. Nhìn thấy kẻ cản đường chỉ có một, hắn ta nổi lên ý nghĩ giết người, nhưng lại bị Sid nhẹ nhàng đỡ được. Phản ứng quá nhanh quán chuẩn khiến Josie kinh hãi. Anh ta cứ tưởng là trùng hợp, nhưng những đòn tấn công tiếp theo, đối phương đều có thể nhẹ nhàng né được toàn bộ, thậm chí còn dùng tay không chặn kiếm của hắn, rồi dùng tốc độ mà hắn không thể nhìn thấy tấn công. Cái cảm giác này đích thực đã quá lâu rồi hắn chưa trải nghiệm qua. Nếu để thành thực mà nói chắc phải kể từ lúc hắn mới cầm kiếm. Đã từng có cảm giác này khi đối mặt với thầy giáo. Nghĩ đến đây, hắn không phục tiếp tục dùng thuốc. Sức mạnh kinh hoàng lần nữa bộc phát. Tuy nhiên kết quả mà hắn đạt được thì vẫn vậy.
đối phương vẫn nhẹ nhàng đã có thể né được. Chỉ thấy Sid giơ tay một cách thản nhiên, không những chặn được đòn tấn công và còn phát ra ma lực mạnh mẽ, sau đó chém gục Yoshi trong sự kinh ngạc. Sức mạnh này căn bản không phải cùng đẳng cấp với hắn, tên bắt cóc cứ như vậy mà đi gặp tổ tiên. Lúc Claire mới được cứu ra còn hơi tức giận, nhưng ngày hôm sau cô lại như bình thường. Đương nhiên cô ấy không biết ai đã cứu mình, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Cô tiến vào hoàng đô dưới ánh mắt của mọi người, tuy Sid cũng muốn đi, nhưng trước mắt còn 2 năm nữa cậu mới đủ tuổi, mà cũng chính vào lúc này. Xa đâu? Chúng tôi đã đến lúc phải rời xa cậu rồi.